Alo, chào mọi người nha. Hôm nay mình xin quay cái máy rửa ba chức năng. Máy này máy rửa ba chức năng gồm có một ngăn rửa xà phòng, một ngăn rửa sạch và một ngăn tráng lau men bê để đi về Bắc Tân Nguyên nè mọi người. Bắc Tân Nguyên Bình Dương. Chạy chạy điện 220, xài điện 220. Gồm có đây là thùng chứa xà bông mà bằng inox 304. Ngăn tráng chứa ngăn tráng bột clo bê, ngăn này mình đổ nước vô đây mình pha nước clo bê trong đây để nó tráng. Đây cái vòi vòi tráng nè, vòi tráng bên trong mình diệt khuẩn. Đây là thùng chứa nước rửa chén, nước rửa chén mình chứa rồi, có nước rửa chén này nữa, cái chổi nó quét nó sẽ sạch hơn nhiều. Van này là van xả xả bồn, xả bồn nước rửa chén nước xà bông khi mà nó dơ mình xả bồn bên này. Còn cái vòi này thì để mình xả nước clo men bê khi mà nước nó dơ. Nước clo men bê thì mình đổ trực tiếp vô đây luôn. Đó. Nước xà bông thì mình cũng đổ nước lên đây là mình pha. Mình pha xà bông lên. Còn đây là nguồn nước sạch cấp vô. Nguồn nước sạch cấp vô cái bơm đây để cái ống 34 để nó bơm nó rửa sạch xà phòng lại khi mà rửa xong ngăn nước rửa bát. Đó. Kết cấu máy này làm meca rất là đẹp luôn. Trước phía sau nhông có bánh xe để đẩy luôn. Đó. Máy nó hơi nặng cho nên khiêng không nổi, có bánh xe mình đẩy tới đẩy lui nó tiện hơn. Rồi bây giờ cho chạy trước đây Cường. Đầu tiên là bỏ trên chổi vô, bỏ bình vô trong cái ngăn đầu tiên, rửa bằng nước xà phòng. Rửa bằng nước xà phòng. Rửa khi mà đủ thời gian rồi thì nó tự ngắt. Tự ngắt rồi thì mình nhấc cái bình ra qua, mình bỏ bên ngăn nước sạch, mình rửa. Đó, bỏ qua ngăn nước sạch để rửa. Nhưng mà nó sạch rồi mình bỏ qua ngăn nước sạch để rửa. Rửa thì cái này nó 6 chổi nó sẽ quay tuần hoàn liên tục. Nước nó bơm lên nó rửa rất là sạch. Quét là rong rêu trong bình là sạch trơn luôn. Đây là bình cổ to cho nên mình dùng cái chổi rất là lớn. Trong này có cái lỗ để phun nước. Đó. Trong này có lỗ luôn, ngay lỗ trụ này nó có lỗ để phun nước từ cái đấy lên luôn. Đây là ngăn tráng. Đó. Tráng nước là mình bê để diệt khuẩn trong bình. Đó, diệt khuẩn trong bình rồi sau đó mình sẽ úp cái bình này là lên cho nó ráo nước. Đó. Đây là ngăn rửa nước rửa chén, nước xà phòng. Phun nước lên bên trong luôn nha mọi người nha. Đầu chổi cái ngay đầu chổi nó phun nước lên. Nó giúp cho cái nước rửa chén nó xúc tác với lại cái bề mặt của cái vỏ bình cho nên nó rửa sẽ sạch hơn nhiều. Đó. Trong trong này nó sẽ phun nước nè. Trong cái lõi nó phun nước lên nè. Phun nước rất mạnh. phun nước rất là mạnh nha mọi người nha. Đó, phun mạnh lắm để nó giúp cho xúc tác cái bọt này, cái nước rửa chén này nó rửa sẽ sạch hơn. Những cái trụ này mình làm bằng trụ inox, tán inox luôn. Ở dưới này thì nó có phốt để chặn nước hết rồi. Đó, dưới này nó có cái bộ phốt để nó chặn nước, đảm bảo không có bị hư vật đạn. Đó, bên này là rửa sạch lại, phun nước rửa sạch lại. Cái sạch này 6 chổi. Nó hai cái chổi rửa cổ bình, chổi rửa đáy bình và chổi rửa trong bình, ba cái chổi trụ. Hoạt động liên tục. Giúp cho việc làm sạch bình một cách hiệu quả nhất. Đó, sau khi mình giao cho khách hàng mình cũng test thử. Mình xem thử đường ống, đường đồ, kiểm tra hết mọi thứ, coi thử có bị xì sọt gì không. Đó, đây là cái tấm kẹt ti để mình gỡ ra, mình thăm máy. Rồi lấy mỡ bò rồi mình trét vô xích, vô đầy đủ hết, êm xuôi hết rồi mình mới giao cho khách nha mọi người nha. Đó, kiểm tra mọi chức năng. Hả? Kiểm tra hết mọi chức năng rồi xong mình mới... Thao á. À.
Rồi em biết rồi. Rồi kiểm tra hết mọi chức năng xong rồi mình mới giao cho khách. Rồi cảm ơn mọi người đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt mọi người. Còn đây là một cái máy rửa hai chức năng này mình cũng giao về Nam Định nè mọi người nha. Máy rửa hai chức năng này mình giao về Nam Định, hai máy đi cùng lúc luôn mọi người nha. Dạ. Đó. Ai đã quan tâm kênh thì đăng ký kênh giúp mình nha mọi người nha, cũng không có tốn tiền gì đâu, đăng ký kênh thôi. Rồi đây là cái xưởng sản xuất của mình nè. Đó, đây xưởng sản xuất có học lọc nước, có chiếc rót đầy đủ luôn nha mọi người nha. Đó. Có lọc nước, có chiếc rót rồi đầy đủ luôn, có mấy công cụ dụng cụ, có lọc nước. Đây là xưởng hoạt động của mình. Đây là mình thử máy ở phía sau. Rồi cảm ơn người đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt.